Vừa qua, các doanh nghiệp thuốc lá gồm công ty thuốc lá An Giang, công ty thuốc lá Đồng Tháp, công ty thuốc lá Long An, thuốc lá Bến Tre, công ty trách nhiệm hữu hạn Vinatapa Philip Morris đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ. Trong nhiều kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp này đã nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng trưởng sản xuất kinh doanh được duy trì và phát triển ổn định. 100% đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Các đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt Đảng ủy, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam ông Trần Sơn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam chúc mừng thành công của các đảng bộ, đồng thời kêu gọi các công ty nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình để xây dựng các giải pháp khả thi, có lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn để thực hiện thành công nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.